Emry xin mến chào quý cô bác anh chị. Hiện tại thì bây giờ đồng hồ của Emry cũng là 10 giờ 20 rồi. Ngày 14 tháng 10 năm 2023. Hôm nay cũng là ngày thứ bảy, sáng thứ bảy cuối tuần ha. Thì trước mặt gia đình chúng ta đây là đường 3 tháng 2 giao với Nguyễn Kim. Thì, khu vực này thì bán phụ kiện điện thoại rất là nhiều. Phía trước thì khoảng đây một tháng thì chỗ bán phụ kiện điện thoại này đã bị kiểm tra thị trường, kiểm tra và không biết là có sai phạm gì không nữa, thì thấy đóng cửa một thời gian và bây giờ thì lại mở bán lại bình thường. Thì ở đây thì khu vực này vị trí đẹp như thế này đây, mà ở đây thì thấy cũng có một cái căn nhà đang bán đây nè, có số điện thoại của chủ nhà luôn đây, đang bán nhà quá trời. Thì ở đây thì đường Nguyễn Kim này thì cũng là một cái tuyến đường đẹp của khu vực quận 10 này, quận 10 mà qua quận 5 luôn, giao đến quận 5 luôn. Thì đây chủ yếu là đường Nguyễn Kim này người ta bán về kim khí điện máy ha, các loại về âm thanh đồ, tivi lo đồ. Rồi bây giờ đi sẽ rẽ vào con đường Bà Hạc ha. Ở đây là nút giao giữa đường Bà Hạc đây. Đường Bà Hạc thì kéo dài phải nói đây cũng là một con đường khá là dài của quận 10. Thì vào đây thì khu vực này buôn bán sầm uất, lý do ở đây thì gần đây thì có một cái ngôi chợ cũng rất là nổi tiếng và cũng được mệnh danh là chợ nhà giàu. Quận 10 thì như được cách mạng tháng 8 chợ Hòa Hưng thì cũng gọi là chợ cũng ở quận 10, nhưng mà so với chỗ chợ Nguyễn Tri Phương ở đây thì chợ Nguyễn Phương so với chợ Hòa Hưng thì chợ Nguyễn Phương là chợ nhà giàu, còn chợ Hòa Hưng thì được bà con nói vui là chợ nhà nghèo. Đây là chỉ là cái cách gọi vui của bà con thôi nha, chứ không phải là phân biệt giàu nghèo gì đâu. Cho nên là gia đình mình cũng thông cảm cho em, là chứ em không có phân biệt, thì để cho gia đình chúng ta dễ hình dung hết. Thì ở đây thì bán tạp hóa rồi nhiều nè, chạy qua đây thì gần bên chợ rồi, kể cả tạp hóa thì gia đình chúng ta thấy gốm sứ ở đây bán đẹp ha. Đây là đồ cao cấp nha, đồ gốm sứ là hiện đại, không phải đồ cổ, nhưng mà giá trị thì phải nói là cao rồi. Thì ở đây thì ngay khu vực này đây là chợ đây, ngay chợ. Bây giờ thì 10 giờ mấy rồi cho nên là cũng vắng người ha. Thì đa số cái chợ đây thì gia đình mình thấy hoa nè, cái hoàng hoa thì hôm nay là ngày 30 âm lịch rồi thì người ta cúng hoa nhiều, nhưng mà hiện tại thì em Ri cũng thấy là tất cả các cửa hàng hoa là gần như là còn đầy nhóc hết, bán không được. Thì chợ Nguyễn Tri Phương này đây nổi tiếng, nhưng mà hiện tại thì bên trong khá là vắng ha. Trước mặt gia đình chúng ta là chợ Nguyễn Tri Phương đây. Rồi ở chợ Nguyễn Tri Phương này buổi tối thì người ta còn tổ chức là chợ đêm nữa, nhưng mà hiện tại thì chợ đêm ở Nguyễn Tri Phương này thì khách phải nói là lèo tèo luôn, và mưa gió bão bùng nữa, thì cho nên là tiểu thương bán về ở chợ đêm này gần như là rất là eo ọt và phải nói là lỗ đó, lỗ kéo dài luôn. Nhưng mà có nhiều cái đây nè, gia đình chúng ta thấy khu ẩm thực không đó, nhưng mà tại sao mà lỗ mà tiểu thương người ta vẫn bán? Lý do là bây giờ lỡ leo lên lưng cột rồi, lưng cọp rồi, bỏ vốn liếng ra đó, công sức bỏ ra đó, mà giờ nghỉ ngang luôn thì không đành, là lỗ nặng luôn. Bây giờ thì gán đeo được ngày nào hay ngày đó, cái công sức tâm huyết mình bỏ vô hết rồi, giờ nghỉ thì sao nghỉ đó. Thì vòng một trời vòng chợ đây cả nhà mình thấy cũng khá là vắng ha. Như là những cái hàng bún đồ của cô đây, là cái rổ bún nó còn đầy dung luôn, tức là hồi sáng giờ là cô không bán được gì hết, mặc dù bây giờ là tan tầm buổi trưa rồi. Để anh nhìn những cái rổ bún đó, không có rổ nào mà lưng hết, tức là sáng giờ đâu có ai mua gì đâu mà lưng. Sáng thì lấy cho đầy đầy bún, rồi bây giờ thì bún cũng còn đầy cái buổi trưa, cho nên là cả cái sạp rau rồi nè, buổi trưa mà còn đầy hết nè. Tình hình buôn bán bây giờ là khó khăn trăm bề luôn. Rồi các hoa đấy, hoa đây bây giờ thì cũng đầy hết đây nè, phải nói là các xô là đầy hết, không có lưng, không có giật gì chứ, gọi là bán không có được đó. Ngay chợ Nguyễn Tri Phương đấy, và khi vào chợ nữa thì cả nhà mình thấy đi, ở trong chợ mà ngày cuối tuần mà nó vắng vẻ như thế này, không ai đi, ngày chủ nhật là ngày cao điểm, nhưng mà bây giờ thì nhìn vào chợ nó vắng ơi là vắng luôn. Coi như là xung quanh ở đây gia đình mình nhìn thấy là gần như là không có buôn bán kinh doanh gì được hết, mặc dù chợ thì hàng ngàn tiểu thương ở đây, nhưng mà người khách thì không biết bây giờ thì
mua bán khó khăn. Thì cái xu hướng mà khoảng 3 đến 5 năm nữa thì mặt tiền không phải còn là cái sự lựa chọn của đa số tiểu thương nữa, mà sẽ chuyển dần theo cái xu hướng đó là người ta sẽ đây để ghi quay lại, xin lỗi ghi lộn được đoạn này, đi vừa đi rồi nãy vẹo tiếp bà Hạc. 3 đến 5 năm nữa thì cái xu hướng người ta sẽ chọn là trong hẻm xe hơi nha, xe hơi thực tế, tức là xe hơi đi vào được, hoặc là những cái kho bãi thì những cái mặt bằng này sẽ lên hương. Lý do làm sao mà những cái mặt bằng này lại lên hương ạ? Tại vì đa số bây giờ cái thói quen của bà con là mua online là đã hình thành rồi, và dần dần thì sẽ phát triển mạnh. Mà thói quen mua online của bà con phát triển mạnh rồi thì thuê người kinh doanh sản xuất thì người ta cũng tính thuê cái mặt tiền ở ngoài mặt tiền đường này thì giá quá cao, thì làm cho người ta giảm đi cái chi phí lợi nhuận, cho nên người ta sẽ thuê những cái mặt tiền hẻm hoặc là những cái kho, người ta găng ra nhiều cái kiosk để người ta bán hàng ở trong đó, người ta làm kho để chứa đồ, người ta live stream luôn, cho nên là nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Đây ngay chợ Nguyễn Tri Phương này, tiện hơn rất là nhiều và giá thành thuê nó lại rẻ nữa, cho nên là xu hướng người ta sẽ chọn nhà trong hẻm xe hơi hoặc là những cái kho bãi có nhiều cái kiosk để người ta chứa hàng và người ta live stream bán hàng luôn, thì dần dần thì sẽ lên hương và thuận tiện cho các shipper đi lấy hàng nữa. Cho nên là những cái mặt hàng như những cái mặt bằng mà mặt tiền như thế này đây thì dần dần nó sẽ gọi là bị giảm sức cạnh tranh, giảm sự thu hút, tại vì đa số của các tiểu thương thì người ta đều chọn trong hẻm hết. Thì bây giờ thì gia đình chúng ta đã thấy rồi, mặt bằng hạ rất là nhiều rồi thì người ta cũng không thuê, tại vì kinh doanh mà mua bán thì nhiều khi hàng quá đâu, có nhiều cái mà kiểm soát rồi nhiều khi cũng quên, kiểm soát không hết, không kịp, mà làm nhiều thì sai nhiều, làm ít thì sai ít, làm càng nhiều thì càng sai nhiều, cho nên là khi kiểm tra thì lực lượng chức năng kiểm tra thì ít nhiều gì đó nó cũng có phải có bị những cái sơ suất đó, cho nên là người ta sẽ chọn những cái mặt hàng, chọn những cái mặt bằng ở trong hẻm đi để người ta tránh, gọi là né mặt trời đó, né xa mặt trời ra thì nó đỡ hơn, rồi chi phí cũng đỡ nữa, nhiều yếu tố hàng hóa đồ thì các shipper đi lấy đồ cũng thuận tiện nữa, rồi nhiều cái để dẫn đến là cái lợi nhuận người ta sẽ cao hơn và hiệu quả người ta sẽ tốt hơn. Khi mà mở ra cái mặt tiền gì mà đóng cửa live stream hoài thì cũng kỳ, khách vãng lai nó đi ngang nữa, cho nên là vô cái kho luôn là một vùng trời luôn ha, hoặc là cái nhà hẻm chơi nó cứ đóng cửa live stream thoải mái, cứ shipper lại thì lấy hàng thôi, người ta đặt hàng trên mạng mà, cho nên là rất là tiện luôn. Thì khu vực này thì cũng có nhiều cái phòng khám đây, lý do là gần trung tâm Hòa Hảo nên là cũng ăn theo khá là nhiều. Đây là đường Nguyễn Chữ La này thì con đường gọi là của y tế luôn á, của ngành y tế luôn, lý do là nhiều cái phòng khám mọc lên đây, con đường Nguyễn Chữ La, gia đình chúng ta vừa đi ngang đó. Thì bây giờ sẽ đi một vòng lên đây nữa thì cả nhà mình thấy đi, bây giờ là Bà Hạc là những trong những cái tuyến đường sầm uất của quận 10 và cái tuyến đường dài nhất của quận 10 đây. Thì kinh doanh mua bán bây giờ thì nhìn hai bên đường thì nó cũng vắng, có một số mặt bằng thì người ta không kinh doanh luôn, lý do là bây giờ là mặt bằng thì đương nhiên là luôn luôn cho thuê rồi, lại mặt bằng ở đây thì đắc địa mà, nhưng mà bây giờ thì nhiều người ta trả mặt bằng quá, do kinh doanh buôn bán không được, cho nên là bây giờ thì chủ ta cho thuê không được thì người ta để không luôn, ta cũng không dán bảng nữa, khi sẽ rẽ vào con hẻm này, rẽ vào con hẻm này để cho gia đình chúng ta thấy là ở trong đây có gì ha. Con hẻm 400 Bà Hạc nè, hẻm 400 Bà Hạc này thì ở đây là thiên đường của phụ kiện điện thoại di động luôn nha, các phụ kiện về live stream nè, tất cả tất tật luôn, thì ở đây người ta bán rất là nhiều. Còn trong con hẻm này thì ngút ngàn cửa hàng luôn nha, có rất là nhiều cái cửa hàng người ta chuyên kinh doanh về phụ kiện điện thoại di động đây, ốp lưng, bao da, dán cường lực đồ, tất cả luôn, phục vụ cụ live stream là nguyên con hẻm này luôn, là sầm uất hai bên luôn, cả nhà mình thấy nhiều lắm đó. Thì nhìn đây là nguyên dãy như thế này đây, nhìn ở đây là thấy mê luôn. Vào đây mà các anh chị nào mà thích về sắm những cái phụ kiện mà cho giới yêu của mình á thì vào đây là không muốn ra luôn, cái gì cũng có chứ, tai nghe rồi đủ kiểu đủ cột, đó như là hẻm nào cũng có hết trơn á, chứ không có riêng hẻm nào. Đây là giống như bàn cờ, ô vuông bàn cờ vậy. Và gia đình chúng ta thấy nè, ở đâu cũng có hết trơn, đây có
Sakuna, Kasuna chứ. Đây thì chuyên về thay pin đồ nhanh lắm, vô là thay pin lấy liền luôn và chỉ lấy tiền công thôi. Đó thì cả nhà mình thấy này, cái con hẻm ha, từ 400 bà hạt mình vòng qua. Vì khu vực này người ta kinh doanh buôn bán là thiết bị về phụ kiện cho giới yêu đây, là coi như là đầy đủ cả mẫu mã luôn. Thì gia đình vào đây là coi như là muốn cái kiểu nào cũng có hết trơn. Ở đây thì đi nhớ đây có trường Nhật ngữ nè, đúng rồi, trường Nhật ngữ Đông Kinh nè, ngay chỗ này đó, ngay chỗ Thành Thái Nguyễn Tri Phương đấy, có Nhật ngữ Đông Kinh đấy đó, cho nên là cũng dễ nhận ra ha. Phía trước là cầu vượt 3 tháng 2 với Nguyễn Tri Phương Thành Thái đây. Đây là hẻm 533 Nguyễn Tri Phương. Đây có trường Nhật ngữ Đông Kinh đây. Khu vực này thì nhà cả nhà mình có sắm tay đang nghe nè, rồi dây sạc, cục sạc, rồi dự phòng rồi đó. Tất cả các tất luôn. Về phụ kiện cho giới yêu thì ở đây đều đáp ứng đầy đủ hết. Mẫu mã thì đa dạng, giá thành thì cũng đa dạng nữa, từ cao cấp đến bình dân luôn, rất là tiện ha. Đây thì ngay Nguyễn Tri Phương rồi. Đây thì tiếp tục nữa thì Ri sẽ rẽ vào đường Bà Hạt ha. Vậy sẽ đi một vòng trong những cái mà con hẻm mà nổi bật mà đường Bà Hạt có, cho nên là Ri sẽ giới thiệu cho gia đình chúng ta. Bây giờ thì Ri sẽ tiếp tục đi trên con đường Bà Hạt này nữa, để cả nhà mình thấy đây. Đây là ngã tư của Nguyễn Tri Phương với Bà Hạt ha. Tiếp tục đây, đi rẽ vào Bà Hạt để chúng ta đi tiếp con đường này. Hiện tại thì lưu lượng xe ở Nguyễn Tri Phương thì Ri thấy cũng khá là đông đó, cho nên là vào cuối tuần nhưng mà xe đi cũng nhiều, mà đa số là những người đi đường thôi, chứ còn ghé vào hàng quán để các cửa hàng kinh doanh đó gần như là rất là ít đó. Thì mình đi một vòng nữa để mình hình dung được là cái con đường Bà Hạt này nó như thế nào. Đây thấy là buôn bán gần như là nhỏ sầm uất ha, tức cái shop nhỏ nhỏ nhiều lắm, là gia đình mình thấy không, từ Vinja nè, thức uống nè, tạp hóa nè, ở đây có mấy tiệm tạp hóa, ở đây thì lớn lắm. Rồi bánh nè, 24 giờ nè, rồi điện thoại, rồi kể cả hàng ăn uống nữa, gần như là ở đây là bán tất tần tật luôn. Nhưng mà bây giờ thì nhìn lại một cái tuyến đường bán sầm uất như thế này, nhưng mà hiện tại thì tất cả các cửa hàng, kể cả người bán đi, thì người ta vẫn đứng chơi không ạ. Tại vì không thấy người ré vào mua, chỗ nào cũng thấy có chỗ bán hết, nhưng mà bây giờ là khách thì không vào mua, cho nên là mình đi ngang thì mình vẫn đi, nhưng mà thấy chủ cả đồ, nhân viên đồ thì ngồi chơi, bấm điện thoại, lướt web thôi, tại không ai vào mua hết trơn. Cho nên là cũng nói thật sự mà nói nguyên cả buổi luôn, không có tiếp được một khách. Đó, tình hình kinh doanh buôn bán bây giờ thì nó căng đủ kiểu như thế này đây. Ở đây là ngay Nguyễn Duy Dương với Bà Hạt rồi, thì sẽ chạy thẳng lên luôn. Đây thẳng Bà Hạt này, đây đây đã bán gạo này. Rồi bán cửa hàng điện gia dụng này. Điện gia dụng thì ở đây nguyên một dãy luôn, nhưng mà điện gia dụng là cái gì đó người ta hay xài, nhà đứt ống điện hay cái gì đó, một cần một khúc dây điện hay ống nước gì đó thì nó ra mua nhiều. Nhưng mà hiện tại ở đây luôn thì khi thấy rằng là gần như là không có ai mua gì hết, nó vắng vẻ tiêu điều luôn. Đây thì thấy bán nho, mà nho Mỹ đó 15.000 nửa ký, một ký có 30.000 bây giờ thì kể cả đồ hàng nội nhập, hàng nội hay hàng ngoại thì giá cũng rẻ bèo hết, để gọi là kích cầu kinh tế luôn. Nhưng mà bây giờ thì thua rồi, gần như là kinh tế quý 4 năm 2023 này thì không có gì gọi là tiến triển mới hết, nó vẫn ảm đạm như ngày nào. Và dự đoán là tới năm 2024 thì tình hình sẽ còn căng hơn nhiều, là do bây giờ các doanh nghiệp, các tiểu thương, các cửa hàng người ta gồng lỗ hết nổi, thì khả năng là đến năm 2024 thì người ta sẽ bể nợ là cao, rất là cao chứ không phải cao bình thường nữa. Thì đây là ngã tư của Sư Văn Hạnh đây với Bà Hạt. Đường Bà Hạt này thì phải nói là nó dài gần nhất quận Nhơn 10 luôn, đi hoài đi không hết đó. Thì Ri sẽ tiếp tục đi đường Bà Hạt này để gia đình chúng ta hình dung được thì khu vực ở đây.
cơm trưa bây giờ thì thấy cũng nổi lửa rồi, nhưng mà bây giờ vắng quá. Ở đây đoạn này thì người ta chuyên bán về gỗ ha, và các phụ kiện về gỗ dán ép rồi đó. Đó thì có xài, gia đình có xài gì đó thì nó vô đây người ta mua những cái cây gỗ này để về xài, rất là tiện luôn ha. Đó, nhưng mà hiện tại thì bây giờ là kinh doanh bây giờ thì cái ngành vật xây dựng bây giờ là gọi là đứng rồi, đứng nguyên rồi, cho nên là cái việc mà về các cái gỗ nội thất ở đây thì nó cũng phải bị đứng theo luôn, buôn bán thì khó khăn, nó chậm hai bên đường luôn. Cả nhà mình thấy đây cũng là một điều rất hay, buôn có bạn bán có phường đây, bán đầy đủ hơn các loại ván nè, rồi loại tủ bàn. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ thì để tìm một được cái lượng khách ở đây thì khó quá, gần như là ở đây người ta làm vừa xưởng có nè, vừa văn phòng đại diện có nè, showroom có nè. Nhưng mà tất cả đều chung một cái yếu tố là bây giờ là vắng tẻo teo luôn, không có kinh doanh buôn bán gì được hết. Chậm ơi là chậm, gần như là tất cả các mặt hàng không riêng về nội thất, không riêng về xây dựng, mà gần như là tất cả mặt hàng kinh doanh sản xuất khác thì nó đều chậm hết luôn. Đây là chị ấy gao rất là hay ha, chị lấy cái nắp nồi đậy cái rổ lại rồi chị cứ vũ nước ra thôi. Người ta kỹ thuật thì người ta không cần đậy nắp, nhưng mà chị đậy nắp cho chắc ăn đó. Thì vào đến đây nữa thì cả nhà mình thấy đây, ngay đây đây, ngay cái con đường mà nội thất đây. Đó, đi xung quanh thì từ Bà Hạt dòng lên tới đường Ngô Gia Tự này thì nội thất là trùng trùng luôn, quá trời như thế này. Nhưng mà hiện tại thì kinh doanh buôn bán của bà con là gần như thua rồi. Đây, ngày cuối tuần đây mà không có ai đến gọi là giao dịch gì hết, ngày thường thì không có rồi, cuối tuần thì rảnh ra sắm sửa gì cho gia đình nữa thì cũng hy vọng là bán được vài món đồ lẻ. Nhưng mà hiện tại luôn, gần như là các cửa hàng ở đây thì ngồi chơi hết, cửa hàng rộng gì mà không thấy nhân viên luôn mà. Tức là bây giờ thì cả ngày mà không có khách nữa mà tuyển nhân viên vào thì cũng lỗ, để làm gì, nên là giảm biên chế, giảm nhân viên, cho nên là nhân viên giờ đã mất nghiệp, người công nhân giờ đã mất việc nhiều. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa thì bây giờ mà cả ngày mà không có khách vô nữa, mà có vô thì cũng đi ngang dạo dạo thôi, không có mua nữa. Cho nên là kể cả những người chủ hay những người nhân viên đó, người ta thấy khách đến người ta cũng bơ luôn, bán không có được gì hết trơn. Mà bây giờ mở ra đóng cửa luôn thì không đành, sự nghiệp mình đó, tiền mình đó, tất cả thân tật mà giờ đóng thì không đành, cho nên là bắt buộc phải mở. Nhưng mà mở ra thì bây giờ kinh doanh buôn bán gì cũng nản luôn, cho nên là không có tâm huyết nhiều như ngày xưa nữa. Gặp khách là mất kêu lia lịa, bây giờ là thì nhiều khi vô người ta còn không thèm tiếp nữa. Lý do là bây giờ cũng có nhiều khách là vô, cũng có khách là mua, chủ yếu là nó đi tham khảo thôi, lâu lâu mới có một khách tham khảo thôi. Thì thành ra là dẫn đến cái là kể cả những người kinh doanh bây giờ gặp khách người ta cũng nản luôn, khó bán quá. Bán được món đồ cho khách bây giờ rất là không, mà bây giờ thì gần như là phải bó tay hết rồi. Clip của Ri thì đến đây cũng xin tạm dừng. Ri xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.